Lời khuyên cho các anh em giám đốc nếu không muốn mãi mãi dậm chân tại chỗ. Xin chào anh em, tôi là San Virtu. Với 12 năm kinh nghiệm, tôi đã giúp cho hàng nghìn anh em doanh nhân có được cuộc sống từ bình thường trở nên phi thường với những chiếc điện thoại Virtu nhỏ gọn và sang trọng như này. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh em những cái lời khuyên mà giúp cho anh em giám đốc sẽ mãi mãi không bao giờ sợ bị dậm chân tại chỗ. Nhiều anh em đang là giám đốc mà lại dậm chân tại chỗ. Ví dụ như là doanh số năm vừa rồi của anh em là 10 tỷ đi, và doanh số của anh em năm nay cũng là 10 tỷ. Như vậy thì năm số năm ngoái là 10 tỷ, năm nay là 10 tỷ. Thì anh em đang bị dậm chân tại chỗ. Mà anh em mà dậm chân tại chỗ ấy, thì lúc đó có nghĩa là anh em đang thua so với cả thị trường. Bởi vì thị trường ngày càng đi lên. Thị trường chung GDP của Việt Nam thì ngày càng đi lên. GDP thu nhập trung bình của Việt Nam, thu nhập trung bình của các công ty của Việt Nam trung bình là tăng khoảng 8% cho đến 10% một năm. Trong khi đó mà doanh thu của anh em nó vẫn giữ ở mức độ là năm nay như năm ngoái, thì có nghĩa là anh em đang dậm chân tại chỗ. Anh em đang dậm chân tại chỗ thì có nghĩa là anh em đang thua so với mặt bằng chung. Mà thua so với mặt chung thì có nghĩa là anh em đang bị đi xuống. Và đặc biệt ở trong lĩnh vực kinh doanh ấy thì đi xuống nó rất là nhanh. Khi mà anh em mà đã không thay đổi kịp so với thời đại thì anh em sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc kinh doanh, rất nhiều khó khăn trong việc bán hàng, và anh em sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm cái nguồn lương để trả cho nhân viên của mình, tìm cái nguồn lương để trả cho các cán bộ công nhân viên của mình. Và khi mà anh em mà đã làm ăn thua lỗ rồi thì lúc đó cuộc sống của anh em đi xuống rất là nhanh, và anh em sẽ không có được nguồn thu nhập mang về cho vợ con. Lúc đó thì gia đình của anh em sẽ vô cùng thất vọng về công việc của anh em. Chia sẻ với anh em thì bản thân tôi khi mà mới khởi nghiệp tôi cũng không hề có tiền. Khi mà tôi mới bắt đầu khởi nghiệp ý, thì lúc đó là tôi chỉ có 30 triệu đồng thôi, đúng 30 triệu đồng. Cái tiền mà hỗ trợ thất nghiệp của cái công ty cũ, người ta bị phá sản và người ta cho tôi hỗ trợ thất nghiệp. Lúc đó thì tôi phải chung vốn, góp vốn cùng một cái người bạn khác nữa. Cái người bạn khác nữa của tôi thì cũng không hề có tiền đâu. Và cậu đó cũng có được 30 triệu cái tiền mừng đám cưới. Lúc đó vừa mới cưới xong thì có được 30 triệu tiền mừng đám cưới. Hai người góp vốn vào với nhau chung mở cửa hàng điện thoại di động. Lúc đầu thì còn mở cửa hàng điện thoại di động mãi ở trên tầng 5 của gia đình tôi và bán hàng online trên Internet. Từ thời Internet nó mới bắt đầu. Và lúc đó thì ngay từ tháng đầu tiên thì chúng tôi đã kinh doanh thành công rồi. Chúng tôi đã bán được rất là nhiều hàng và có được cái lợi nhuận và có được cái thu nhập cao gấp 5 lần so với đi làm bình thường. Nhưng mà chỉ sau một thời gian thì hai chúng tôi đều phát triển tốt và hai chúng tôi tách ra, tôi một cửa hàng và anh bạn của tôi một cửa hàng. Lúc đầu thì chúng tôi sẽ chia nhau, chia đôi cái phần tài sản, cái phần hàng tồn kho của chúng tôi chia đôi ra mỗi người một nửa và song phẳng cực kỳ nét luôn. Lúc đầu xuất phát điểm của tôi và anh bạn của tôi đều như nhau. Nhưng chỉ sau 2 năm, anh bạn đó đã phải đóng cửa hàng. Và anh bạn đó đã trở thành đi làm shipper và đi làm bốc vác ở ga Văn Điển. Đi làm bốc vác và cuộc sống của anh ta trở nên rất là khó khăn. Trong khi đó, cái cuộc sống của tôi thì nó lại phát triển hơn rất là nhiều. Tôi bán được nhiều hàng và tôi chăm sóc khách hàng tốt và tôi để tâm tới khách hàng của mình. Tôi phục vụ khách hàng hết mình và tôi bán được rất là nhiều hàng. Đồng thời là tôi không bao giờ có thể lơ là cái việc nâng cấp chính bản thân mình. Tôi phải nâng cấp chính bản thân tôi lên và tôi phải luôn luôn tham gia những cái hội nghị hội thảo về chuyên ngành điện thoại Virtu của mình. Tôi luôn luôn phải tham gia những hội nghị hội thảo về chuyên ngành marketing của mình, làm sao có thể bán được hàng. Và tôi phải luôn luôn tham gia cập nhật kiến thức về chiếc điện thoại Virtu và các dòng điện thoại khác nữa. Có như vậy thì tôi mới không bị tụt hậu, tôi mới có thể theo kịp được thời đại. Lúc đầu thì là marketing ở trên những cái trang bán hàng online như ngày xưa. Ví dụ như là lúc đầu khi mà chúng tôi khởi nghiệp thì chúng tôi bán hàng trên trang mua rẻ, trang én bạc. Sau đó thì đến thời kỳ là chúng tôi phải bán hàng trên Google. Và sau đó thời kỳ nữa chúng tôi phải bán hàng trên Facebook. Đến bây giờ chúng tôi phải bán hàng trên YouTube. Và sau nữa chúng tôi sẽ bán hàng trên TikTok. Trong khi đó anh bạn của tôi thì lúc đó cùng xuất phát điểm để chỉ bán hàng được trên trang én bạc, hoặc là trên trang dòng bay, hoặc là trang mua rẻ thôi. Anh ta không thể theo kịp được về Google, anh ta cũng không thể theo kịp được về YouTube, và anh ta cũng không thể theo kịp được về TikTok. Các sản phẩm của anh ta bán thì bị lạc hậu lỗi thời, trong khi đó sản phẩm của tôi thì nâng cấp liên tục, luôn luôn theo kịp khách hàng. Vì vậy nên là anh em lưu ý phải luôn luôn nâng cao cái kiến thức của mình và luôn luôn nâng cao chính bản thân của mình. Anh chàng trước đây thì tôi đi một chiếc xe máy cà tàng,
Và bây giờ thì tôi đã nâng cấp chính cuộc sống của mình, cái ngôi nhà của tôi cũng được nâng cấp theo, và cái nội thất trong ngôi nhà tôi cũng được nâng cấp theo, rất là sang trọng đẳng cấp, và cái xe tôi đang đi cũng được nâng cấp theo, và cái chiếc điện thoại tôi dùng, tôi bây giờ tôi cũng dùng Vertu, nó cũng nâng cấp theo. Khi mà tôi bán những mặt hàng giá trị cao thì tôi phải nâng cao cái uy tín của mình lên thì tôi mới dễ dàng bán được sản phẩm. Anh em cũng vậy, khi mà anh em đang kinh doanh những mặt hàng giá trị cao thì anh em phải nâng cao cái uy tín của mình, và cách để anh em nâng cao uy tín của mình dễ dàng nhất và nhanh chóng nhất và hiệu quả nhất đó chính là dùng chiếc điện thoại Vertu này. Chỉ cần anh em cầm ở trên tay chiếc điện thoại Vertu này thôi thì anh em sẽ trở nên uy tín hơn, và anh em sẽ trở nên sang trọng hơn, anh em sẽ trở nên đẳng cấp hơn, và công việc của anh em nó sẽ dễ dàng vào việc hơn, mọi việc được hanh thông hơn. Trên đây là tôi sẽ chia sẻ, tôi đã chia sẻ với anh em là cái bí quyết để giúp cho anh em mãi mãi không dậm chân tại chỗ. Thứ nhất là anh em cần phải nâng cấp chính bản thân của mình lên, nâng cao tiêu chuẩn sống của mình lên. Nếu hôm nay mình đi ăn uống ở khách sạn 3 sao thì năm sau mình phải ăn uống ở khách sạn 4 sao, năm sau nữa thì mình phải nâng cấp lên khách sạn 5 sao. Và nếu mà mình chưa dùng điện thoại Vertu thì mình phải dùng điện thoại Vertu, đấy là nâng cấp chính bản thân mình lên, nâng cao uy tín của mình lên. Và cái bí quyết nữa là chúng ta phải không ngừng học hỏi, liên tục cập nhật các kiến thức mới về marketing, về sản phẩm và về khách hàng và về bán hàng. Anh em xem video thấy hay, thấy hữu ích thì ấn cho tôi nút đăng ký kênh, đồng thời ấn cho tôi thêm nút chuông ở bên cạnh để ngày mai tôi tiếp tục sản xuất video gửi tới điện thoại của anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.